Xin chào các bạn. Hôm nay Handmade Kitty tiếp tục quay trở lại chia sẻ với các bạn cách móc len. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách móc một em thỏ sâu như thế này nhé. Ở đây len mình có sử dụng len mưu bò và kim móc 4mm. Để bắt đầu, các bạn sẽ móc cho mình một vòng tròn ba thuật. Hàng thứ nhất, các bạn sẽ móc cho mình 6 mũi đơn hay còn gọi là 6 mũi X. Để kết hết tốt hàng thứ nhất thì các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc rời. Các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc rời vào chân móc đầu tiên. Tiếp tục hàng thứ hai, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Và ở hàng thứ hai thì các bạn sẽ móc cho mình 6 mũi V. Kết thúc hàng thứ hai, các bạn cũng sẽ móc cho mình một mũi móc rời. Và tiếp tục hàng thứ ba, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ ba thì các bạn sẽ móc cho mình một mũi X, một mũi V. Chúng ta sẽ lặp lại 6 lần và tổng số các bạn sẽ có 18 mũi móc. Mũi móc X đầu tiên, các bạn sẽ dùng ghim để chúng ta đánh dấu mũi móc đầu tiên của hàng thứ ba. Và tiếp theo, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc V. Mũi móc V là hai mũi đơn chung một chân móc. Tiếp tục, chúng ta sẽ lặp lại lần thứ hai, một mũi V và một mũi X. Cứ lần lượt như vậy, chúng ta sẽ móc hết hàng thứ ba. Các bạn sẽ lặp lại 1X và 1V. Cứ như vậy, chúng ta sẽ lặp lại 6 lần hết hàng 3. Kết thúc hàng 3 thì các bạn cũng sẽ tiến hành móc cho mình một mũi móc rời hay còn gọi là mũi trượt. Tiếp theo hàng thứ tư, các bạn sẽ móc cho mình cặp 2X1V, lặp lại 6 lần. Và tổng chúng ta sẽ có 24 mũi móc. Các bạn cũng sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Mũi X đầu tiên. Mũi móc X thứ hai. Và tiếp theo là mũi V. Các bạn nhớ cho mình là mũi V là hai mũi đơn chung một chân móc. Chúng ta được cặp móc đầu tiên.
và các bạn sẽ lặp lại với một, mình xin lỗi là 2x1v, lặp lại 6 lần để hết hàng thứ tư. Kết thúc hàng móc thứ tư, các bạn cũng sẽ móc cho mình một mũi móc rời, hay còn gọi là mũi trượt. Tiếp tục hàng thứ năm, các bạn sẽ móc cho mình 24 mũi x, hay còn gọi là 24 mũi móc đơn. Hàng thứ sáu đến hàng thứ bảy, hàng thứ tám, các bạn cũng sẽ móc cho mình là 24 mũi móc đơn. Mỗi một chân móc thì các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn, và cứ như vậy chúng ta sẽ móc từ hàng 5 cho đến hàng 8. Tiếp tục hàng thứ 9, các bạn sẽ móc cho mình 2x1a. Chúng ta sẽ lặp lại 6 lần và các bạn sẽ còn lại là 18 mũi móc. Tiếp tục hàng thứ 10 thì chúng ta sẽ móc theo cặp 1x1a, lặp lại 6 lần và chúng ta sẽ giảm xuống là còn 12 mũi móc. Hàng thứ 11 thì chúng ta sẽ móc là 6 mũi móc A. Mũi móc X đầu tiên. Mũi X thứ 2 và chân móc thứ 2. Chân móc thứ 3. Chân móc thứ tư. Và lúc này chúng ta sẽ kéo chỉ qua ba chân móc, kéo len qua ba chân móc làm mũi móc A, chúng ta sẽ giảm được một mũi. Các bạn sẽ móc cho mình cặp 2x1a. 1x 2x và mũi móc A. Cứ lần lượt như vậy, các bạn sẽ móc hết hàng thứ 9 cho mình. Ở hàng móc thứ 10, các bạn sẽ móc cho mình 1 mũi X, 1 mũi A và tổng số chúng ta sẽ có 12 mũi móc. Sau khi móc xong hàng thứ 10 thì các bạn sẽ tiến hành nhồi bông. Sau khi nhồi bông xong thì chúng ta sẽ móc hàng thứ 11 để kết thúc phần đầu của em thỏ. Hàng số 11 thì các bạn sẽ móc cho mình 6 mũi A. Chân móc thứ nhất. Tiếp tục chân móc thứ hai. Và lúc này thì các bạn sẽ đưa kim qua 3 chân móc. Như vậy chúng ta được mũi móc chữ A đầu tiên. Và chúng ta sẽ lặp lại tổng số là 6 lần như vậy.
Tiếp theo, các bạn sẽ móc phần quả dâu cho mình. Chúng ta sẽ móc phần màu đỏ trước. Và các bạn sẽ móc theo trang như sau. Giờ 1, các bạn sẽ móc vòng tròn ma thuật 6x. Giờ 2, các bạn sẽ móc cho mình 1x, 1v. Và tổng số là 9 mũi. Giờ 3, các bạn sẽ móc 2x, 1v. Tổng số các bạn có 12 mũi. Giờ 4, các bạn sẽ móc 1x, 1v bằng 18 mũi móc. Hàng giờ 5, các bạn sẽ móc cho mình tổng số là 18 mũi móc x. Các bạn sẽ móc cho mình vòng tròn ma thuật 6x. Kết thúc hàng thứ nhất, các bạn cũng sẽ tiến hành móc cho mình một mũi móc rời, hay còn gọi là mũi móc trượt. Tiếp tục hàng thứ hai, các bạn sẽ móc cho mình một mũi x và một mũi v. Chúng ta sẽ dùng ghim để đánh dấu với mũi móc đầu tiên. Tiếp tục, chân móc thứ hai, các bạn sẽ móc mũi v, tức là chúng ta sẽ móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Và các bạn sẽ lặp lại cho mình 1x, 1v. Tổng số chúng ta sẽ lặp lại 3 lần và chúng ta sẽ có 9 mũi móc ở hàng thứ hai. Kết thúc hàng thứ hai, các bạn cũng sẽ móc một mũi móc trượt. Tiếp tục, hàng thứ 3, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Và hàng thứ 3, chúng ta sẽ móc 2x, 1v, mũi x thứ nhất. Tiếp tục, mũi x thứ 2. Chân móc thứ 3 thì các bạn sẽ móc mũi V cho mình. Các bạn sẽ lặp lại 2x1V 3 lần và chúng ta sẽ có 12 mũi móc. Cứ lần lượt như vậy thì chúng ta sẽ hết hàng 3. Hàng thứ tư thì các bạn sẽ móc cho mình một mũi x và một mũi v. Hàng thứ năm thì các bạn sẽ móc cho mình là 18 mũi x. Và tiếp tục hàng thứ sáu thì các bạn sẽ móc cho mình cặp 2x 1v. Tổng số các bạn sẽ được 24 mũi móc. Và tiếp tục hàng thứ 7, các bạn sẽ móc 24 mũi x.
Hàng thứ 8, hàng thứ 9, chúng ta cũng sẽ móc 24 mũi X, nhưng lúc này thì các bạn sẽ móc len đổi màu cho mình và mình sẽ chuyển sang màu hồng. Kết thúc hàng thứ 7 thì chúng ta sẽ móc một mũi móc trượt. Lúc này các bạn sẽ đổi len từ mũi móc trượt. Các bạn lên hàng 8. Hàng 8 chúng ta sẽ móc 24 mũi móc đơn, hay còn gọi là 24 mũi X. Mỗi một chân móc, các bạn sẽ móc một mũi móc đơn cho mình. Và chúng ta sẽ móc hàng 8, hàng 9. Hàng móc thứ 8 và hàng móc thứ 9 chúng ta chuyển len màu hồng và mỗi hàng các bạn sẽ móc cho mình là 24 mũi móc X. Sang hàng thứ 10, các bạn sẽ móc cho mình 2X1A. Hàng thứ 11, các bạn sẽ móc cho mình 1X1A. Để bắt đầu hàng thứ 10, các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Mũi móc X đầu tiên. Mũi móc X thứ 2 và chân móc thứ 2. Chân móc thứ 3 và chân móc thứ 4, chúng ta sẽ móc 2 mũi đơn chụm đầu. 2 mũi đơn chụm đầu. Hai mũi đơn chụm đầu chúng ta sẽ gọi là mũi móc A. Và cứ lần lượt như vậy thì hàng thứ 10 các bạn sẽ móc cho mình 2X1A. Cứ lần lượt như vậy chúng ta sẽ móc hết hàng thứ 10. Tiếp theo, hàng thứ 11 thì các bạn sẽ móc cho mình là 1X1A, một mũi móc đơn và hai mũi móc đơn chụm đầu. Kết thúc hàng thứ 10, chúng ta sẽ tiến hành nhồi bông để được quả sâu tây như thế này. Và kết thúc hàng thứ 11, chúng ta sẽ tiến hành móc hàng thứ 12 theo cụm móc. Hàng thứ 12 các bạn sẽ móc mũi A cho mình, tức là 2 mũi móc đơn chụm đầu. Các bạn cứ lần lượt như vậy, chúng ta sẽ móc hết hàng thứ 12 là mũi móc A. Tiếp theo, các bạn sẽ móc phần lá quả dâu cho mình. Đầu tiên, các bạn sẽ móc cho mình một vòng tròn ma thuật.
Hàng thứ nhất. Các bạn sẽ móc cho mình vòng tròn ma thuật. Hàng thứ nhất, các bạn sẽ móc cho mình 5 mũi móc đơn, hay còn gọi là 5 mũi X. Để kết thúc hàng thì các bạn cũng sẽ móc cho mình một mũi móc trượt. Tiếp tục hàng thứ hai, các bạn sẽ móc lên cho mình một bính và sau đó thì các bạn sẽ móc cho mình 5 mũi V. 5 mũi V tức là mũi V sẽ là mũi 2 mũi móc đơn chung một chân móc. Mũi móc đơn tiếp theo. Và cứ lần lượt như vậy thì các bạn sẽ móc hết hàng thứ hai cho mình. Kết thúc hàng thứ hai chúng ta được 10 mũi móc và lúc này các bạn sẽ tiến hành móc một mũi móc trượt để chúng ta kết thúc hàng hai. Tiếp theo hàng thứ ba. Để tiếp tục hàng thứ ba thì các bạn sẽ móc lên cho mình 5 mũi móc xích. Hai, ba, bốn, năm. Sau đó thì các bạn sẽ móc một mũi móc trượt vào chân móc tiếp theo cho mình. Tức là chân móc thứ hai, các bạn sẽ tiến hành móc một mũi móc trượt. Và chân móc thứ ba, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo, các bạn sẽ móc cho mình một mũi nửa kép. Mũi nửa kép hay còn gọi là mũi móc T đấy ạ. Sau đó thì các bạn sẽ đếm cho mình. 1, 2, chân móc vào chân móc thứ hai một mũi móc trượt. Các bạn sẽ bỏ một chân móc chúng ta không móc và chúng ta sẽ móc vào chân thứ hai một mũi móc trượt. Như vậy chúng ta được cánh thứ nhất và tiếp tục cánh lá thứ hai, các bạn cũng sẽ móc tương tự cho mình. Chúng ta móc lên là 5 mũi móc xích. Sau đó, các bạn sẽ móc vào chân thứ hai của dây móc xích một mũi móc trượt. Mũi thứ hai, các bạn sẽ mũi móc một mũi móc đơn. Mũi thứ ba, các bạn sẽ móc một mũi nửa kép. Và sau đó chúng ta cũng sẽ bỏ qua một chân móc, móc vào chân thứ hai một mũi móc trượt để được cánh thứ hai. Cứ lần lượt như vậy thì chúng ta sẽ tiến hành móc được 5 chiếc lá của quả dâu. Và sau khi móc lá xong thì các bạn sẽ tiến hành là khâu ráp phần lá với quả dâu và phần đầu thỏ lại với quả dâu để chúng ta được hình như thế này. Tiếp theo thì các bạn sẽ tiến hành móc hai tai cho em thỏ. Để bắt đầu, các bạn sẽ móc cho mình một dây móc xích dài 8 mũi móc xích. Mũi móc xích thứ nhất, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Và các bạn sẽ móc vào chân móc thứ hai của dây móc xích một mũi T, hay còn gọi là mũi nửa kép. Chân móc kế bên, các bạn cũng sẽ móc cho mình một mũi móc T. Và cứ lần lượt như vậy, chúng ta sẽ móc tổng số là 7 mũi T. Các bạn sẽ tiến hành móc cho mình hai tai của em thỏ. Và sau khi móc xong hai tai cho em thỏ, chúng ta sẽ tiến hành khâu cho tai và phần đầu cho em thỏ.